Hello, xin chào cả nhà mình nha. Xin chào, cà phê sữa ưng. Cà phê sữa ưng. ý là nó uống cà phê sữa đó mà kêu. Ủa chị Ngân, trời ơi, sao mấy cái giấy dán tường này hả, nó bong tróc ra trơn rồi chị Ngân. Thôi mau mốt đừng giấy dán tường nữa nha. Ừ, thôi thôi. Dạ, bung ra đi sơn luôn đi, đừng dán tường nữa. Em chào cả nhà nha. Hôm nay em vui quá cả nhà ơi. Hôm nay là em làm YouTube lại nè cả nhà. Bữa giờ cô chú cứ hỏi Ngân sao làm YouTube mà chờ ba mẹ về đông vui rồi cái mới làm chứ còn hai chồng buồn quá không làm. Làm YouTube ngộn lắm, vui mới làm còn buồn là ngày. Rồi mọi người, cả nhà ơi, trên tay Ngân đây là quá trời cái thùng quà luôn. Đợt này ba mẹ về vui lắm tại vì thùng quà nhiều kinh khủng. Quà nhiều nhất là của chị Ngân với em bé. Dạ cô nói mẹ con đi khu ra mẹ coi quà tới đâu nhìn tới đâu rồi bắt đầu con mới bắt đầu con đi mua những thứ còn lại. Đúng rồi, con nghệ đi chứ con chưa biết nữa gì không đó. Rồi khui ra đi, nói cho lưu khui cho lẻ đi, nhiều lắm. Cây con muốn không vào quà nhưng mà ôi trời ơi, nghe quàng xuống khui liền, năng xuất miệng đàng hoàng. Ồ chay gì nhà ông ba con bà cô chú coi nè. Về là con ngủ hoài à? Trời ơi, ngủ mẹ Ngân ngủ bỏ mẹ tối qua mẹ buồn mẹ hóc luôn. Hình như tối qua mẹ học sớm mà phải không? Tối hôm qua em đi ngủ xong rồi lớn ra em đi hỏi con. Rồi cái quà đó của con đó, con khui quà của con đi. Đúng rồi. Hồi sáng đó là con có bệnh non mà sao sáng em cay nếp rồi lại ơi anh hai bị bệnh bé. Cái này là khăn cho bé. Khăn đó. Mình cứ dâm cái này em mà cứ cười của ai như thế nào. Em biết. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình mới mua vậy thôi người ơi. Sáng nay một cười thùng. 8 giờ sáng là tiết mục cười thùng. Nhà mình thì vậy. Cứ cười rồi đóng rồi vậy đó. Cho nó vui. Có cà phê sữa à? Đây tóc vàng ngủ dài nè. Ngủ mẹ ăn hả? Tóc này ngủ mẹ ăn nữa không? Đây. Tối nay con ngủ với ai? Tối ngủ mẹ nha. Cái này là của má con. Con bỏ mẹ luôn. Đây cái nữa. Ừ đúng rồi. Em mua tặng cho bác á, em mua nhiều mẫu để cho bác đi à, đó bác con mua cho tặng cho bác nhiều mẫu á bác thấy không bác? Đó, bác đi uống cà phê ha, rồi bác đi đám cưới ha, rồi bác đi chơi với bạn ha. Đó, mua bác từng cái hết. Xin cái xanh, ba ly cái đỏ. Cái thùng này mẹ lấy cũng nhiều thứ dữ mẹ. Rồi giống như cũ là sô cô la sô cô la. Tao chỉ hai đi con, chỉ hai làm đi con. Trời cái này mà thùng này mình ơi. Hả? Phao bơi. Phao bơi. Không nha mẹ, bữa xuống hồ bơi. Lấy ra đem xuống hồ bơi. Xuống bơi đã rồi. Cái này mà để qua đây đi. Cái mau cái nước gì hơn rồi đó, dục rồi đó. Đây sao mau hư của Ngọc, sao lâu hư dữ vậy ta? Ừ. Hai mẹ. Thùng. Cái này. Đó cái đó mua về để đựng đồ cho em bé đó. Đi đâu á? Để đựng đúng không? Đây nó nghe nè, cái này á là ngày xưa khách tặng cho chay nè nha. Mà hả? Khách vừa tặng cho chay cái này ha, vừa cho em 100 đô nữa. Không? Mà biết sao không? Lúc đó khách cho mền nhiều quá. Chị Ngân nó về mang đi. Rồi, lấy ra. Cái gì ta? À quà hoa từ Paris. hoa từ Paris. Đó Paris đó bảo. Bảo hưởng cái không khí của Paris đi. Để cho nó đi về nó tặng bạn nó rồi nó chơi. Tủ lạnh, gắt tủ lạnh ngoài ơi chứ tặng bạn gì. À không, cái này là mẹ Ngọc mua cho em bé. Khi mà em bé mà ngứa răng á là em bé ăn này nè. Có hồi xưa con cũng đánh răng cái đó đó thì con cũng có một cái vậy luôn á. Thấy quen không? Thấy quen không? Này để rồi để lên tủ lạnh. Rồi vui quá, tiếp tục phần thứ hai đi. Lẹ lên cái nhà ơi. Cả chục thùng lắm. Nhưng mà hết phân nửa là đồ áo rồi. Quần áo cho cả nhà đình luôn chứ không riêng gì của em bé hết. Em, anh, mọi người đây. Em bé hết mà. Một nửa thùng chắc xỉu quá. Để cho ba đi ngủ đi chay đi. Bé cứ ngủ mà nó qua nó ngồi kế bên cái gì. Mẹ Ngọc ơi, sô cô la con vẫn còn. À, sô cô la vẫn còn mà đừng mua nữa không? Mua. Ăn sô cô la mà tao nó quanh năm suốt tháng vẫn còn mà. Biết sao không? Tại vì ông bà cô chú á là hả?
có đi nè bà nội mua nè, rồi ông bà cô chú biết con thích rồi ông bà cô chú còn mua tặng con nữa, nên là con dư nhiều lắm rồi cho em bé không làm gì luôn. Bảo bảo cái này nó giống như cái đồng gì của con chay nè, giống nè. Thôi nè, nguyên thùng quần áo ông bà cô chú nhiều quá, cái này phải lấy nhanh nha, chứ không thấy nhiều lắm, mẫu mã nó nhiều quá luôn. Mẫu mã cái này tránh hai anh ba quá à, anh ba đó. Cái này của hai anh ơi. Kìa cháu, cháu nội yêu thương của bạn. Cứ lấy là mình coi, mình chơi, quay cho mọi người, bà cô chú coi xong để mình dẹp cái thùng dưới biển thôi. Để cho cái nhà luôn á. Nè hai anh, nè. Trời ơi, đây nè. Anh căng kìa. Thấy không? Nó không biết sao á, bữa mẹ đem về cái áo màu vàng của nó kìa. Bây giờ đồ này cho ai, mẹ biết mẹ sọng. Áo đó áo gì vậy? Lớn, đồ lớn, người lớn. Người lớn thì mẹ ơi. À, đó. Qua. Cái này nè, cái đầm này mẹ mua cho má con này, con nhắm cây dừa không? Tặng chị xui nè. Dừa. Dạ. Đúng rồi. Dừa. Má nhỏ. Thầy Trang ha, áo này cũng thầy Trang ha. Thích xịn lít ta mà. Bữa nay bà xui định tân trang từ áo đồng. Có giày nữa nha, có giày nữa nha. Giỏ sách nữa. Quá trời rồi. Đó, đây nè đó. Ủa, sao hai cái này giống nhau vậy ngoại? Vậy là một cái cho đứa nào, cái cho đứa nào phải không? Nếu mà hai cái giống nhau là Trúc. Rồi, bỏ qua. Bỏ qua một bên. Nào con cũng Trúc, mày coi mày nghiên cứu mày biết cái mày bỏ qua bên đi. Đây rượu qué phải không? Rượu trắng phải không? Rượu trắng đó Bảo. Để đem ra uống. Nè đâu? Đó, Ngọc Bồ mua cho Bảo chai rượu đỏ đây nè. Quá đẹp luôn. Rồi, ôi. Cái này dớ, cái này nè. Cái này dớ mà mẹ Ngọc mua cho bên Sình Bali nè. Quá trời. Đúng đôi nè, dớ lắm. Bỏ cái áo này đẹp ghê không bỏ? Áo này là như áo là như cho mẹ Sáu thì phải. Phải không? Con mẹ đi á. Áo cho mẹ Sáu thì phải. Đừng có áo bên áo này. Sao cái đi đi bà cái có hỏi một kêu. Áo này cho chị Thủy, áo này cho chị Thủy nè. Áo chị đi chị Thủy nè. Cho ghế hoa luôn phải đi. Cái này cho Phú Quý ông Toàn. À, ừ. Coi vậy. Thùng chú Nguyên Toàn mà. Nó em một sợi nhỏ nó nha. Sình nữa nè, cái này của Sình tắm. Cái đó cho em á con, cái đó cho em bé. Ha Ngọc cái quần tắm. Người lớn đâu, người nhỏ đâu để bên nha. Cái nhỏ lớn để bên cái cũng lộn xộn lắm á. Người lớn thì em cứ buông. Rồi đây đưa đây. Thấy thương không anh? Dạ. Đó là quần hay là đầm? Cái quần với đầm. Này mua cho ai được mua nè. Mua cho ai được mua nè. Kìa kìa kìa, cái bộ đồ này của chay. Đồ này đồ bê đồ xuống biên biên hà bê xuống biên hà đó đó, mẹ ăn mua cho con đồ bê mới. Ủa con đồ bê với con để đồ bê ở nhà để lát nữa thì ba bảo mền đó về. Đây nè đó mền đó, cái này là ngày xưa chay sinh ra chay mặt này nhá, không khỏi đắp mền vô đó luôn khỏi. Khỏe ngày xưa không thấy em chay hồi nhỏ, thôi đừng xạo ơi, ngày xưa bọn thấy em chay hồi nhỏ vậy đó, quýnh nhau cái gì đó, về ba cái lộn quýnh lộn hay gì đây, đây đây cái nón nữ hoàng. Ừ, nấu nữ hoàng đó, chiền ngôi nữ hoàng đó. Không biết nè, cái này áo thun của ba. Rồi, ừ, áo thun của ba đi về, ba mặc áo lót con đi mua cho ba đó. Ừ, ok, với đây khăn với lại giày cho em bé. Nhìn đúng không? Với đồ của chay. Đồ của chay, rồi. Rồi, đúng rồi, rồi bỏ qua bên đây hết rồi đó. Lướt. Nói chừng đây hả? Đó, cái đồ giày đó của búp bì đó, bảo mở ra thử, bảo anh búp bì á. Bảo bảo mở thử, bảo mang dừa không? Anh hai hỏi có cái chuyện gì trên này vậy? Anh hai xử lý đó. Mua ra về nè, tặng bì, anh bắp bì nè cả nhà. Style của bắp bì nè. Nha không, đẹp không? Để anh mang nó thoải mái. Trên đó. Nó bị phối đồ hơi bị dũng nha. Nó mua giùm tài á. Nó mua giùm tài. Em nói với chị là em mua cho con chay 3 đôi giày mà không đôi nào mà nó ấy, toàn là mua 3 đôi là mới cứng hết trơn. À đây đây giày của Bảo rồi bố ơi. Đúng rồi đó, giày Bảo đó. Ủa mua đi mua ngoài tiệm phải không? Dạ. Này chị Ngân, giày của chị Ngân nè. Dép chị đó. Xui đợt đây là cái nhờ Ngọc order thêm đôi giày kia mà chị không kịp nữa. Hết size rồi. Hết sai rồi. Cái này cũng phải để xong mới mang được. Được không? Ok không? Thêm không? Có lý không? Ừ, đó, vậy được á, đẹp đó đẹp á. Ừ. Cái đó là nhà cô bò cho anh bắp bì luôn không mẹ? Tám cộng nãy giờ tới tám mà không vừa. Đây là giày của con cái này phải không? Đúng rồi, giày của Bảo đó đó. Mẹ nói nhiều quá mẹ. Của mẹ, của má chị Ngân á, của má chị Ngân á. Hôm nay là hồi trước rồi cho bà ngoại luôn. Ủa, con nhắn này vừa chưa? Vừa, cái mắt nhỏ mà.
nghĩ sao bố nhìn vô trong hình là biết biết nó cao rồi, giờ bố nói nó cao dữ. Tụi nó nhỏ hồn quá. Nó đâu có làm gì đâu, nó giỡn mà. Cái đó của Ali Vinh Sình. Ali Vinh Sình đó hả? Trời ơi, đã. Cái đồ em bé đó. Thành đông đứng mà nội đo cái mấy cái áo này con cũng vừa. Đợt này bà nội mua vừa hơn đó. Tại vì ảnh không có bự dữ nè. Nó áo này là để đi con đi bận đi du lịch đi đâu cho để ấm nè. Không đi Hàn Quốc thì có. Trời ơi trời ơi trời. Ê chuyến này đi, đến chuyến này đi Nhật con, bạn Ngọc dẫn đi Nhật chơi nè. Đi không? Đi lo làm giấy tờ đi. Cái đầm này không xanh không, không mặn được không? Nhắn đó vậy. Không. Ừ đẹp á. Giờ sai lên. Vừa luôn nhưng mà hơi cao quá phải không? Hơi cao với lại mang không không vậy. Hả? Mang không với lại cái gì đó. Gì kỳ vậy? Kiếm đôi giới mỏng mỏng thôi. Mới nó vậy đó. Đó cái này của con mà. Nghĩa là đi Hàn Quốc thêm để cho mẹ. Để cho ba mình nó trời lâu rồi ba mình nó Mỹ chơi. Cái hàng kỳ mình với lại nè, cái này của Sình nè. Rồi, hiểu ý rồi. Cái này là phải 8 cộng mới được, 8 cộng thoải mái nè, ngày 8 nè. Phải không? Mấy bữa tôi kêu đặt 8 rưỡi mà. 8 rưỡi là gì, là dư luôn. Đồ của con, cái gì á? Đây nè, đồ em. Thôi, cái này là đi vô cửa hàng mua, còn cái này order. Nhưng mà bữa đó là sai 8 rưỡi. Chứ được cái này, mốt rồi biết cái Gucci. Dạ, đúng rồi, đúng rồi, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau anh bảo nhé. Cái đồ mà bữa trước á, không nhớ luôn, không nhớ đôi nào trời em, đôi đấy gỗ 8 chặt cứng ngắc đó, mày mua về ai bận bận nè. Trời ơi, đồ em bé nào bà cô chú coi nè. Trời ơi, nó đủ đi Hàn Quốc đi để cho là tại vì ba đi huynh này chưa có đi Hàn Quốc để trải nghiệm. Nên là bây giờ á hả là phải cho ba ông đi huynh đi Hàn Quốc để trải nghiệm ông nội ơi. Rồi rồi, tôi chưa thấy cánh đang nghe, chưa thấy nghe. Đi đến đây con. Rồi, đánh lại đi. Đánh lại. Ủa, ba Ly đang ngồi trên núi đồ. Ba Ly sành nè, này hổ mua con nè. Rồi để đó đi các, để đó đi. Hai. Rồi, rồi, rồi. Để hai, hai sắp duyên ra. Quần dài bận cho ấm. Con nói sao? Mơ không phải. Không cái túi gì vậy? Mới nói cày đây cày. Đây là đồ người lớn trời. Đây là đồ của ông Bảo. Hai cái quần. Hai cái quần sọc. Cái quần của Bảo order đó. Đó. Đó, ông nội mua cho đó. Ông nội ông chơi mà toàn cứ đọc không à. Còn đó ông chơi toàn đọc lại Bình Dương không à. Mẹ con ở đây là một em mờ nè mẹ con. Này lượt để đem đi Bình Dương. Con là em mờ nè. Lượt đó là Ngọc cũng mua một mớ lượt luôn đó cả nhà. À đúng rồi, lượt đang cần đó. Đó, lượt đang cần. Bảo ơi hết dung lượt rồi Bảo ơi. Biết sao hôm qua. Hôm qua trên biên ngoài chị dọn 4 phòng đó. Mà không, không, thầy bởi vì em mua lần 7-8 cái lượt. Này nào, nó nói nhìn cái này sao giống thời chiến tranh quá vậy. Đó, bỏ vô lại đi con. Rồi, ok. Bỏ vô hết đây rồi ba nhìn cho mấy cậu cái này. Rồi, bạn, cho em mờ không? Có bỏ xe S đâu có gì. Bỏ hết cái này vô này. Không, mình bảo mặt em đời giờ nào giờ rồi chứ còn đâu có S. Đây là cái của mẹ kia của tao. Của ba. Học mua cho ba. Biết rồi. Giờ chút phải sọ. Tại cái sai lầm biết á. Ê, ôi, trời ơi. Không con. Cái đó của bà ngoại con đó, mày Ngọc mua cho mẹ, bà ngoại, bà nội mua cho bà ngoại đó. Hết trời ơi, vậy rồi nó nằm mới sướng nghe chưa. Em nói chừng dài cho nó cắt đi không? Cái này là bà làm kẻ đánh răng của con. Hả? Dao mới để đây, ai cầm nấu tiêu kìa. À cái này nè em mua để về chùi bình chùi ấy cho em bé nè. Này cho bánh răng của mấy đứa nhỏ nè. Giờ lâu video còn nhắc. Ủa lộn cái bánh răng này của em chứ. Của em. Ủa cái nào bánh nhỏ? Bánh răng của em nhét lên má không? Nè chị Ngân nè. Em nói á là nó mà dứt xong nó ngủ là cho nhầm nắm vú ngủ. Tì ơi. Ngậm tì ngủ không có gì hết trơn á. Không có sợ nó quen, không có sợ nó ghiền cái gì hết trơn á. Cho ngậm tì ngủ cho mình khỏe. Ừ má ấy. Chợ rồi. Áo này mua cho ai quên rồi con Liêm. À áo mua cho anh Liêm đúng rồi. Hai cái áo này mua cho anh Liêm. Con chờ mẹ Ngân xíu đi, mẹ Ngân dẫn đi mua đồ bên. Cái này gì con cho mẹ. Trời ơi, áp phê nữa Sình ơi. Nó mất. Chết. Đây nè. Sình. Nhỏ thắp áp phê đó. Con coi trang trí đâu rồi Sình. Nè dưới mua quà. Rồi em mua quà ha. Nè. Mua lúc rượu nhỏ nhỏ nè. Cái này để cho mình bóc cho hai cha con nó ăn. Dài của chay. Ở dưới nhà con. Cái này là sỏi kèn nè.
này rượu nữa. Này cái này của ba nè, Clariton nè. Thôi cái này tự nhiên cái này cứ của người ta cho con cái mẹ đi. Ba biết ba. Cho đi về đây luôn. Cái này cái gì? Cái ly đó, ly uống shot đó, uống rượu đó. Cái này của một lần ấy. Rồi hả? Rồi hả? Rồi quay cái kia nè. Nè em mua vớ cho em bé nè. Thấy thương không? Cái này là hình như cái này của The Wind Daddy. Is that yours? The pen. 32 degrees. Muốn này gì ta? À, muốn ai muốn này trời? Ôi trời đất ơi, quại ơi, quại coi chị quại ơi. Nó quá trời rồi, ở khó luôn á quại ơi. Ở giờ này đi mặc đồ bơi. Daddy look, look at your daughter. Oh my goodness. Quá trời đứa con của cô rồi. Mẹ với bà ngoại đi Target mua đó. Hi Barbie. Hi. Hi Barbie. Ôi cha ơi, để chuẩn bị mẹ dẫn đi lên bên ngoài. Bơi. Ừ. Cái này bằng chảy đánh răng nè, em mua cái ba ly cái bên xanh cái chay cái nè. Rồi. Rồi. Rồi em nói nè, những cái này nè là đánh một thời gian là thay đầu, mẹ đưa cho con này mẹ. Nè thay đầu nè nha chị Ngân. Đầu nó quánh tè đầu là mới thay. Nhớ nha, giữ nha. Nè mẹ. Mẹ mua dầu nước xanh của Singapore. Dầu con diệp của Singapore nè, cho em bé nè. Rồi chị Ngân, cái đồ này là nhìn là biết rồi phải không? Đây là đồ hút mũi cho em bé nè. Ừ. Đó, đồ hút mũi đó. Được không? Cái này có cái này là để cho nó cắn vô cho nó đừng có đau răng, à, cho nó ngứa răng, ngứa đờn, ngứa nú rồi đó. Cái này là bình sữa của một cô xem clip của mình tặng ra cho em bé con à. Quá tặng cái này hả? Ừ, tặng cho con cái tháp bánh phân đó. Con ba chín. Con này kẹo bánh kẹo. Bánh kẹo và bánh kẹo. Chị Ngân, còn một cái đầu bằng chảy nữa kìa. Còn cái quần đó của anh Bảo á, quần của anh Bảo á. Cái này nè. Cái này là cái chảo mà. Cái chảo dư rồi mẹ đem về cho con có. Cái bà này, tôi thấy ba tôi mệt tới. Bà tiền đó đưa tặng cho bỏ tiền cái. Nè, đây nè, ông cho. Đây đây nè, nè ông nội, đóng lại, không con phải đóng lại rồi bỏ vô đi. Bỏ vô đi như ngân hàng. Bỏ đây nè. Con bỏ vô đây nè. Không. Bỏ đây. Đây. Đây để chỉ rồi nè, đây nè, để đi ra đây. Oh daddy, how come it doesn't eat the money? Hả? Doesn't work. Hả? Cho hỏi từ. No, it's have to. No, it's not the same as the other. Ủa sao kỳ vậy? Cái này. Ồ vậy cái này khác cái kia rồi. Cái này không phải nó ăn tiền giống chay mà bỏ từ trên đây bỏ xuống nè. Ừ, cái này vậy không có phân rồi. Ê. Hồi trước cái này mà ờ, vậy cái này khác rồi con ơi. Thôi gấp lại. Ồn quá, nhà bữa nay hơi ồn nha bà cô chú. Vui không bà cô chú ơi. Rồi đó, bây giờ là rồi sắp xếp quần áo lại. Cái nè, tiền bà nội có nè, bà nội cho nè, để bà không đi. Nha con. Đi xin ơi, bà nội. Bình Sình, bà nội mua cho cái áo nổi tiếng luôn rồi, Bình Sình. Áo hoa. Cho con để dành dạ. Sách đi đây đi kia đem theo sữa bé rồi đó. Với mấy cái đậm. Cảm ơn cô Thanh em. Dạ. Hôm trước cô Thanh gọi là con rất cảm ơn rồi. Nhưng mà giỡn hoài nhìn nó đẹp hơn nhiều mẹ hả. Dễ thương hả. Vậy nha. Em bé này thì chứ em bé xài đồ Mỹ không bé ơi. Em bé sao? Em bé quá sướng thiệt cho chứ. Bữa không có phải không? Cô Thanh vừa gọi qua thằng Sình Ly nghe nó tặng quà cho nó cảm ơn cô Thanh quá trời luôn. Đâu, Ly ngày xưa mà cô chú cũng có tặng quà. Dạ. Tặng giỏ, tặng nôi. Tặng cũng tặng đồ cũng nhiều. Dễ thương, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn á. Tình cảm vượt thời gian 7 năm rồi đó. Cái này là hai cái con cái để qua bên chia hai chị. Đất ơi, giờ có rỡ có hai hả? Bỏ trong cái giỏ của con á. Không có là đi ba Ngọc đi chợ trời. Cái này là đi chợ trời á. Rồi cái mua cái này nhiêu à? 1 đồng hay 2 đồng ngoài. Đi chợ trời. Nè, cái áo này con đi du lịch là con bận khoác đẹp dữ lắm luôn. Cũng dễ lắm, này của người lớn. Chưa, chay hay quá, chay thiệt, mẹ nói đúng luôn. Hay quá trời luôn. Mẹ có
đâu đâu làm vô coi. Rồi mỗi đứa một tờ, mỗi đứa một tờ, mỗi đứa bỏ vô trước, quảnh tù xì đứa nào bỏ vô. Rồi chay bỏ vô trước, rồi chay chỉ cho bỏ trước nha. Ủa, ở sao vậy, sao không vô? Cái đó là... Đây nè, không phải. Đó, 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 đó. Đúng rồi. Rồi, tới tới ba ly đi. Đó, nó ăn trọng á, bỏ vô. Nó phải có cái sensor ở trong đó, nó mới có biết thấy tiền vô, nó mới hả. Ừ. Vậy là... Đó, đè vô. Chết rồi này, tiền giấy bỏ vô cũng được. Này, này, à được, được. Này mới chơi polymer. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay nha cả nhà. Bye. Chúc cả nhà mình một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.